Ok và hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái nguyên nhân mà khiến cho chuồng của hamster của bạn nó bị kiến. Và đồng thời mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái cách mà các bạn có thể gọi là tránh được cái hiện trạng là chuồng hamster của các bạn nó bị kiến vào nha. Ok, thì nói chung là hai chuồng hamster mà của các bạn nó bị kiến thì mình thấy cũng rất là nhiều bạn gặp cái trường hợp này rồi. Đó, các bạn vào kênh YouTube mình kêu mình làm một cái video riêng luôn và hôm nay mình sẽ làm để mà chia sẻ cho các bạn nha. Ok. Và cái nguyên nhân đầu tiên mà khiến cho chuồng hamster của các bạn nó bị kiến đó chính là các bạn để cái lồng của hamster của các bạn gần cái tổ kiến. Đó, ok. Thì nếu như mà các bạn để gần tổ kiến thì các bạn có thể là để cái chuồng của hamster của bạn một chỗ nào khác mà các bạn gọi là quan sát kỹ trước khi mà các bạn để ha, để cho kiến nó sẽ không được nghe mùi được thức ăn ở trong cái chuồng của hamster và nó sẽ không vào nha. Hoặc là các bạn có thể lần theo cái đường mà con kiến nó đi á và các bạn xịt thuốc vào tổ kiến để cho nó chết cái bớt kiến nha. Ok. Rồi cái tiếp theo nữa là cái nguyên nhân thứ hai là do cái chén thức ăn của các bạn. Đó, các bạn để quá nhiều thức ăn dư cho nên là kiến nó sẽ nghe mùi và nó sẽ vào cái chuồng hamster của bạn và nó sẽ tha thức ăn của hamster của các bạn nha. Đó, hoặc là các bạn để nhiều thức ăn dặm quá, ví dụ như là sâu hoặc là những thức ăn mà nó có vị đường nhiều á. Đó, thì những thức ăn đó thì cái mùi nó rất là thơm cho nên là rất là kích thích con kiến nó vào luôn. Đó, cho nên là các bạn cần lưu ý để thức ăn một lượng nhỏ thôi, đặc biệt là thức ăn dặm và đặc biệt luôn á là sâu nha. Sâu thì cái mùi nó rất là hăng cho nên là kiến nó sẽ lên để mà kiếm đồ ăn nó rất là mau luôn. Đó. Ok, thì các bạn nên tránh hai cái trường hợp đó ra thì sẽ giúp cho chuồng hamster của bạn nó bớt kiến. Và nói chung là cái mục đích chính mà cái con kiến nó vào chuồng hamster của bạn là nó chỉ là kiếm cái chén thức ăn của mấy con chuột thôi. Đó, tại vì cái mùi thức ăn này nó rất là thơm và sẽ kích thích cho mấy con kiến nó vào. Đó, và mình chỉ sợ là những con kiến đó nó sẽ vô tình nó cắn cái da trên da của mấy con chuột hamster á, sẽ khiến cho mấy con chuột hamster của mình nó sẽ khó chịu thôi. Và bây giờ mình sẽ gọi là chia sẻ cho các bạn một cách hạn chế một phần hoặc là hoàn toàn việc kiến vào lồng hamster của các bạn luôn nha. Thì mình sẽ áp dụng theo một cái cách đó chính là rộng nước nha các bạn. Thì ở nhà bạn nào mà có để đồ ăn đồ mà dư đồ á thì mình hay để rộng nước á để cho đừng có kiến lên á. Thì mình sẽ áp dụng cách này và mình sẽ sử dụng một cái chén như thế này nha. Các bạn có thể sử dụng một cái chén nó gọi là lớn hơn một tí để khi mà mình để cái chuồng vào á thì nó sẽ không có bị lật cái chuồng. Đó, và một cái dĩa lớn như thế này. Ok. Và một tí nữa mình sẽ để cái chuồng mình lên đây. Đó, và xung quanh thì mình sẽ đổ nước vào. Đó, để kiến nó sẽ không có vào được nha. Ok, bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Các bạn hãy có thể là lấy một cái dĩa lớn hơn đối với những chuồng của bạn nào mà lớn hơn nha. Đó. Ok. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái khay gì đó cũng được. Đó, các bạn đổ nước lên như thế này. Đấy, bạn đổ cá tí. Đấy. Thì nói chung là cái chén này mình lấy chén nhựa cho nên là nó sẽ bị trôi như thế này. Các bạn nên lấy những cái chén hoặc là một cái gì đó, bất cứ gì đó nó cao giống như thế này. Đấy, mà nó nặng một tí nha, để cho nước nó sẽ không có thể trôi được. Đó. Thì các bạn đổ nước nhiều tí. Đấy, cái này mình đổ hơi bị ít. Đó, cái này mình ví dụ cho các bạn xem thôi. Các bạn có thể đổ lên khoảng mức này. Đấy. Thì sẽ giúp cho cái chuồng hamster của bạn nó sẽ không có bị kiến. Đấy. Hoặc là có bị nó cũng rất là ít thôi, chỉ một vài con nó có may mắn là nó bơi qua đây được thôi. Đó, thì các bạn để lên chuồng của hamster của bạn nó lên như thế này. Đấy, để lên như thế này. Đấy, và các bạn chỉnh lại cho nó đều nha. Đó. Ok. Đấy. Thì cái cách này thì theo mình nghĩ là nó sẽ giúp được cho các bạn rất là nhiều. Đó. Ok, nước nó sẽ ở dưới như thế này. Đấy. Ok, và khi mà con kiến nó bò vào thì nó sẽ bắt buộc là nó sẽ qua nước này thì nó mới vào lòng hamster của được của các bạn. Đó. Ok. Thì á, khi mà kiến nó bò dưới đất này đúng không? Đó, nó sẽ bò lên cái dĩa này của các bạn. Đó. Và nó bắt buộc là nó sẽ qua. Đấy, nó phải đi qua cái phần nước này. Đó, và nó mới lên được cái chuồng của hamster của bạn. Và khi mà nó vào cái phần nước này thì các bạn biết rồi đó, thì kiến nó sẽ bị chết. Đó, là nó bị ngộp nước, nó sẽ chết ở phần nước này. Đấy. Là sẽ khiến cho chuồng hamster của bạn nó sẽ không có bị kiến nữa. Đấy. Ok, thì theo mình thì cái cách này thì nó cũng khá là ok. Và nếu như mà các bạn còn cách nào nó mới nữa hoặc là nó khác nữa thì các bạn có thể inbox ở phía dưới để cho các bạn cùng tham khảo nha. Đấy, theo mình thì cách này khá là ok. Đấy, thì mình chỉ ví dụ cho các bạn xem đại khái như vậy thôi. Và những bạn nào mà chuồng lớn nữa thì các bạn có thể sử dụng những cái vật liệu. Đấy, cái dĩa hoặc là cái khay hoặc là cái hộp gì đó nó lớn lớn tí để các bạn làm cho nó hợp ok hơn nha. Ok. Đấy,
Thì rất mong là cái cách này sẽ giúp cho những bạn nào đang bị tình trạng là kiến nó vào chuồng hamster của bạn và gây khó chịu cho những con chuột của các bạn, thì sẽ giúp cho các bạn một phần nào đó. Đấy. Ok, và video này mình sẽ làm một video ngắn vậy thôi và để chia sẻ cho các bạn nha. Và rất mong là các bạn sẽ thích video này. Nếu như mà thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.